đã từng mang một tình cảm thật đậm sâu là thất vọng. Một khi đã bước đã đi thì từng cố gắng quay lại để bằng lòng. Trên ai đã đòi chia tay mà bây giờ làm như vậy hả? Cưng à, em cũng biết làm gì cũng không thể đâu thay mà. Trái tim anh giờ đây á hoàn toàn khép lại với em rồi. Đừng có cố theo người cũ không được, lại tìm đến anh gây rối. Và anh chắc chắn một điều, đoạn dây mà đã chia đôi á thì không bao giờ nối lại bằng cách ép buộc, được chấp nhận vậy thôi ha. Lúc trước anh nhìn để mặc em nhớ về người ta, chỉ để bên em chăm sóc cho em, chỉ vì muốn thấy nụ cười và mặc cho đôi lúc em coi anh như là người lạ. Thì anh vẫn đó, vẫn chịu khó chụp lại lỗi lầm đã gây ra. Có bao giờ anh giận anh ép em phải quên đi người cũ trong một phút không? Mà sao giờ em cứ bày trò chia đôi anh và người mới không chút lòng tự trọng. Em đã